Thì trong SketchUp á, khi mà anh em mở lên á, thì nó chưa có cái gì hết á. Để mà mở mấy cái cửa sổ làm việc của nó thì các bạn sẽ vào trong cái vùng view, là cái vùng nhìn. Thì ở đây nó sẽ có cái toolbar và các bạn sẽ cho nó hiển thị một số cái thanh công cụ cơ bản như sau. Đầu tiên là cái thước đây ha, thì các bạn sẽ cho nó hiển thị cái thước lên, và cái thanh công cụ lớn nhất của nó là cái thanh công cụ Lugger Tool Set, là cái thằng này đó. Các bạn nhìn nè ha, tập trung nhìn trước đi, rồi sau đó thì mình tự làm sau. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái vùng nhìn, ví dụ như vùng view. View là cái thằng này ha, các cái góc nhìn view đây, và các cái phong cách của nó, cái style đây, được chưa, cái kiểu của nó là kiểu gì thì nó sẽ nằm ở đây. Như vậy là đã đủ cho mình dùng rồi. Để cho nó to nhỏ thanh công cụ này, khi mình vẽ ví dụ như cái màn hình của mình nó bự quá thì mình có thể dùng cái thanh công cụ bự, được chưa, mát mình kém gì đó, hoặc là mình cho nó nhỏ lại thì bấm vào cái tab option Lugger Tool Set hay là nhỏ lại thôi thì nó sẽ ra cái này. Và mình cầm cái này mình quăng vào bên góc, ví dụ như quăng vào bên này thì nó sẽ nằm ở đây rồi. Ví dụ như mình muốn hiển thị thanh công cụ của thằng ABF thì mình tích chọn vào đây nó sẽ hiện ra, và mình quăng lên cái chỗ nào đó tùy thích của mình. Thì về cơ bản á, SketchUp cơ bản dành cho người mới bắt đầu á, thì nó chỉ có nhiêu thôi là được rồi đó. Thanh công cụ vẽ, cái vùng nhìn view được chưa, cái phong cách diễn họa, và một cái nữa là cái kích thước đây. Cái này là phần quan trọng nhất rồi. Sau khi mà mình đã hiển thị thấy cái đống này rồi thì trong một phần mềm 3D thì mình phải quan tâm nó là cái vùng, cái đơn vị sử dụng của nó là ở đâu. Thì các bạn sẽ vào trong này thông tin của mô hình Windows Model Info ha, thông tin của mô hình. Các bạn vào trong này thì nó có cái tab là unit, tức là đơn vị, thì các bạn sẽ để vào của mình là decimal, và đơn vị mình sử dụng ở đây là đơn vị mm thì mình chọn mm. Và cái phần sau dấu thập phân của nó, sau dấu chấm á, thì mình thường làm gỗ thì đâu đó nó chỉ rơi vào chừng 0.5 thôi, tức là nửa nửa ly thôi, thì mình để 0.0 là được rồi, đừng có để nhiều quá thì nó quá chính xác thì không cần thiết lắm, thường là 0.0. Và mình tắt đi cái bắt điểm 0.1 và tắt đi cái hiển thị đơn vị. Các bạn để hiển thị đơn vị thì nó sẽ hiển thị cái đơn vị mm cho các bạn hơn, còn nếu mình không xài thì mình tắt đi, được chưa, cho nó gọn hơn thôi. Đây Windows ha, thông tin của mô hình Windows Model Info thì nó sẽ ra cho các bạn thông tin của mô hình rồi. Về môi trường làm việc của SketchUp, không gian của nó là không gian 3D, thì mình quan tâm nhất là cái cách mà di chuyển trong không gian 3D đó như thế nào. Thì các bạn nhìn nè, cái trục màu xanh da trời là cái trục Z, cái trục màu xanh lá cây á, là cái trục Y, và cái trục màu đỏ là cái trục X, được chưa. Thì mình làm việc khuyên các bạn là nên vẽ về chiều dương thấy toàn bộ, được chưa, chiều dương tức là cái nát thẳng nè, và không nên vẽ về chiều âm tức là nát đứt, được chưa, toàn bộ. Đương nhiên là trong môi trường 3D thì nó rất là linh động, các bạn muốn vẽ như thế nào cũng được hết, nhưng mà khuyên mọi người nên hướng về trục dương, được chưa, tất cả mọi vấn đề đẩy về trục dương thấy không nên về trục âm. Sau này khi các bạn học SketchUp nâng cao nó sẽ có nguyên nhân tại sao, và ở trong này thì mình hướng dẫn mọi người cái cách làm đúng thôi, còn nguyên nhân phân tích thì sau này mình sẽ phân tích sau. Rồi SketchUp cơ bản của mình nó sẽ có, đầu tiên là cái lưới. Để tạo ra các cái lưới thì mình sẽ dùng cái công cụ đây ha, tab Measure Tool, bấm vào đây. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cho mình cái thanh, cái thước. Mình có thể chọn điểm đầu và chưa bấm gì hết nha, click vào điểm sau thì nó sẽ ra cho mình cái line để mình bắt điểm, được chưa. Đó rồi, giả sử như mình muốn chính xác cái line của mình 18 mm, ví dụ như vậy, mình sẽ kích một điểm, gõ 18, enter phát nó ra, được chưa. Đó, giả sử như bây giờ cái tủ của mình 600, mình gõ 600, enter, đó là nó ra cho mình cái line, được chưa. Tiếp ha, chiều rộng của cái tủ của mình tầm 500 đi, thì mình sẽ gõ 500, enter là nó sẽ ra cho mình từ đây qua đây 600, và từ đây về cái trục chính của mình là 500. Rồi để đo thì như thế nào, đo thì ngay bên cạnh của nó nè có cái công cụ dimension này, các bạn click vào đây, click điểm đầu, click vào điểm đầu và vào cái điểm cuối, click một cái kéo ra, được chưa. Nó có thể bắt điểm không chính xác, tại vì chỗ này là nó không có cái line để mình bắt điểm, thì mình sẽ chọn vào cái công cụ này lại ha, cho nó quay về đây, hồi nãy là 500 ha, 500 gõ về đây đó. Bây giờ mình sẽ bắt điểm mình đo nha.
Rồi, 500 được chưa? 500.0. Tại sao hiện ra dấu chấm không? Tại sao hiện ra dấu chấm không? Đơn vị lẻ cũng... Đúng rồi, tại vì lúc nãy mình setting là đơn vị lẻ đúng không? Cho nên nó hiển thị đơn vị lẻ của mình. Rồi, giả sử như ở đây nữa ha. Mình sẽ bắt điểm này và bắt điểm này. Ra cho mình 600, được chưa? Đó là cách làm việc với cái lưới. Và đối với tất cả mô hình của mình á, thì mình nên vẽ cái tổng thể ra trước, tức là cái lưới tổng thể. Sau đó mình mới bắt đầu mình đi chi tiết vào là vẽ cái gì, vẽ cái gì. Thì đầu tiên phải là có tổng thể trước, được chưa? Sau đó mới đi chi tiết. Thì các bạn sẽ vẽ cái tổng thể bằng cái lưới trước, rồi sau đó mình sẽ đi chi tiết. Ví dụ như cái tủ này của mình là 600 và 500, nó cao lên chừng cả 200, cao lên chừng 600 nữa. Thì các bạn cũng tương tự như vậy, mình sẽ vẽ cái lưới thôi. Bấm chữ T ha, ở đây thì tab là bấm phím nắm chữ T, click điểm đầu, rồi kéo lên cao. Nhưng mà mình xem nè, ở trong không gian như vậy thì mình biết được cái đường nào là đường lên trời, đường nào là đường trục Z, đường nào là đường trục Y. Cho nên mình sẽ học thêm một cái lệnh nữa là lệnh khóa trục. Thì đối với SketchUp á, trục màu xanh lên trời á, là bấm phím mũi tên delay, được chưa? Trục màu đỏ là bấm phím qua bên tay trái, tay phải. Trục màu xanh lá cây thì mình sẽ bấm phím qua bên tay trái. Đó, bây giờ mình muốn đi lên trời đúng không? Bấm nút lên. Đó. Thì toàn bộ mọi di chuyển của mình á, nó chỉ duy nhất là lên hoặc xuống, chứ nó không quay qua các cái hướng khác. Để mà khóa, để mà trả lại bình thường á, thì mình sẽ bấm lại một lần nữa. Thì bây giờ mình muốn đi kiểu nào cũng được hết, được chưa? Đó, quay chuột kiểu gì cũng được. Rồi, giả sử như mình muốn đi qua phía bên trục màu xanh, ra màu xanh nè, được chưa? Thì mình sẽ bấm qua bên tay trái. Đó, thì bây giờ chuột của mình di chuyển nó chỉ đi ở hướng tay trái thôi, nó không di chuyển hướng khác. Rồi, mình muốn đi hướng theo màu đỏ thì sao? Bấm qua bên tay phải, bấm cái qua tay phải. Đó, thấy chưa? Đó. Nhưng mà bây giờ mình đang muốn lên trời thì mình bấm cái gì? Bấm nút lên. À, xong. Và mình gõ một con số ở đây thôi. Ví dụ như mình gõ số 800. Đó, ok. Như vậy là mình đã có được một cái lưới, được chưa? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vẽ từng cái lệnh vẽ cơ bản nhất của mình. Thì đầu tiên trong tất cả mọi phần mềm đều là vẽ cái đường thẳng, được chưa? Thay vì mình vẽ bút chì, bàn bút chì trên giấy nháp, thì bây giờ mình sẽ vẽ ở trên một cái phần mềm máy tính. Thì đây là công cụ đầu tiên của mình, là cái công cụ cái bút chì. Đây, like vẽ các cái đường thẳng. Đối với công cụ vẽ đường thẳng thì sao? Mình sẽ click vào đây, nó nói với mình nè, vẽ cái cạnh từ điểm tới điểm, được chưa? Draw at from point to point. Thì bây giờ mình chọn cái điểm đầu, ví dụ như điểm đầu của mình là ở đây, điểm đầu của mình là đây, được chưa? Click điểm đầu nè, nó nói với mình nè, lựa chọn cái điểm kết thúc và nhập, hoặc là nhập cái giá trị, được chưa? Nếu như mà mình đã có cái lưới tổng thể, tức là mình đã vẽ những cái này rồi, được chưa? Thì mình sẽ bắt điểm ở đó, còn nếu chưa có thì mình sẽ nhập số. Ở đây nó có cái kích thước chiều dài nè, bao nhiêu nè. Giả sử bây giờ mình muốn vẽ hướng lên trời thì sao? Bấm nút mũi tên đi lên để khóa cái trục đó cho nó đừng có chạy linh tinh, được chưa? Nó xanh rồi nè. Bây giờ mình muốn lên 800 hay lên 1 mét gì đó thì mình nhập vào đây 1.000 ha. Ví dụ như đây 1.000. Enter. Rồi xong, như vậy là mình đã vẽ được cái đường thẳng đầu tiên. Rồi, bây giờ muốn đi qua bên này là trục màu gì? Màu xanh lá cây thì bấm cái nút nè. Bấm nút trái ha. Đó. Được chưa? Nó qua màu xanh lá cây và mình nhập vào 500. Enter. Được chưa? Bây giờ muốn vẽ xuống thì sao? Bấm nút lên. Được chưa? Rồi nhập xuống này 1.000 nè. Enter. Được chưa? Muốn vẽ qua bên này là gì? Màu đỏ đúng không? Sai rồi, vẽ qua bên này là màu xanh chứ, đúng không? Màu xanh bấm gì? Hả? Màu xanh bấm qua bên phía bên tay trái, đúng không? Rất là đơn giản thôi. Nếu mà mình bấm lộn phím thì mình bấm lại thôi, đúng không? Mình có phím nhưng mà phím mình đâu có click cái gì đâu. Thì mình có quyền bấm lại được hết. Và mình bấm lại phím màu xanh, nó qua bên này, đỏ 500. Đó. Như vậy là mình vẽ được các cái cạnh, được chưa? Các cái đường thẳng. Và khi các cái đường thẳng này nó tạo ra trên cùng một mặt phẳng thì nó sẽ tạo ra cái mặt phẳng nguyên sinh đầu tiên của mình, được chưa? Đây, cái phần màu xanh xanh này nó là cái mặt phẳng nguyên sinh của mình. Thì cái mặt phẳng nguyên sinh nó tạo ra nó sẽ có hai mặt, một cái là mặt trái và một cái là mặt phải. Thì mặt màu trắng đây nè là mặt phải, còn mặt màu nâu xanh xanh này nè là mặt trái. Thì cái mặt nào á không quan trọng lắm đâu, lát nữa khi mình học render thì mình sẽ biết là nó quan trọng cái nào. Còn bây giờ thì mình quan tâm, của mình làm trong gỗ công nghiệp là quan tâm nhất về cái object, tức là cái đối tượng. Thì những cái đường thẳng và những cái mặt phẳng này nó không phải là cái đối tượng để mình xử lý, được chưa? Thì để xử lý đối tượng thì mình bắt buộc mình phải group lại. Mình nhấn vào đây để mình chọn các cái đường, các mặt, được chưa? Đó, nhấn vào để chọn.
Nhưng mà khi mà mình double click vào thì nó sẽ chọn thấy toàn bộ các cái mặt nguyên sinh và các cái cạnh nguyên sinh ở đây, và mình kích chuột phải mình make group, nó sẽ tạo thành một cái nhóm đối tượng, được chưa? Và khi cái nhóm đối tượng này nó được tạo ra thì nó sẽ có cái tên gọi của nó. Các bạn kích chuột phải vào đây entity info, tức là thông tin của cái đối tượng mình đang lựa chọn, kích vào đây nó sẽ ra cho mình cái instance, được chưa? Thì trong sản xuất của công nghệ của mình, tất cả các đối tượng nó phải có tên gọi rõ ràng. Nếu mà không có là giống như mình cắt ra một đống vật ván thiệt là nhiều á. Rồi bây giờ mình không biết nó là cái tấm gì, được chưa? Thì mình sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như thằng này sẽ là cái home bên trái. Thì trong một instant mình phải đặt tên cho nó ngay lập tức. Đây ha, mình đặt tên cho nó là cái home bên trái. Enter là mình đã đặt tên xong cho đối tượng này rồi, được chưa? Rồi, tiếp tục. Như các bạn nhìn nè, hiện giờ mình đang vẽ là đang vẽ một tờ giấy thôi, siêu mỏng, được chưa? Bây giờ làm thế nào để nó trở thành cái khối? Làm sao để trở thành cái khối? Thì các bạn sẽ học tiếp cái lại extrude. Trong 3D Max nó gọi là extrude, còn ở trong này nó gọi là push, pull gì đó, kéo lên. Thì cái lệnh này mình sẽ click vào cái công cụ này. Các bạn nhìn ha, công cụ của nó rất là trực quan, mấy cái icon rất là dễ nhìn. Click vào đây và rào vào cái mặt. Nhưng mà khi mà mình rào vào đây, nó nói với mình là không được. Nó chéo ha, không được. Tại vì sao? Tại vì nó không hiểu với object, nó chỉ làm việc với cái mặt nguyên sinh. Cái mặt nguyên sinh là sao? Cái mặt nguyên sinh là cái mặt giống như vậy nè. Đây nè, mình rào vào nó hiện ra các cái chấm chấm nè. Thì nó gọi là mặt nguyên sinh. Còn như lúc nãy mình đã make group nó rồi, nó trở thành đối tượng rồi. Thì mình không có boot nó lên được. Không boot lên được hả? Được chưa? Vậy thì làm sao để mà boot này lên được? Tức là mình phải rào vào được cái mặt nguyên sinh, được chưa? Thì để làm sao làm được cái mặt nguyên sinh, mình sẽ double click lại vào trong cái group này. Double này, double này. Nó ra nè. À, mày đang ở trong cái group này, được chưa? Thì khi đó mình mới bắt đầu mình boot nó lên lại được. Ở đây ha. Đây, boot nè. Boot thì các bạn có thể boot theo chiều trục này hoặc là theo chiều trục này cũng được hết. Nhưng mà lúc nãy mình nói với các bạn là nên làm việc theo trục dương, tức là cái trục màu đỏ nát liền nè, còn cái trục màu đỏ mà nát đứt nè là trục âm, thì mọi người không nên boot âm. Các bạn sẽ boot theo dương. Được chưa? Đây. Nó ra cho mình nè. Lại ha. Click vào cái mặt phẳng, click vào thôi, chưa bấm gì hết nha. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển chuột cái phương mà mình muốn cái khối nó nổi lên, được chưa? Đó. Ở đây thì có thể các bạn bắt vào một cái điểm nào bất kỳ cũng được. Nếu mà mình có lưới thì mình sẽ bắt vào cái điểm đó, được chưa? Còn nếu mà mình muốn chính xác một con số nào luôn, ví dụ như 18 ly hoặc là 17 ly gì đó, thì các bạn sẽ nhập vào đây. Ví dụ như mình nhập 18 á, 18 enter thì nó sẽ boot ra. Sau khi mà boot xong cái khối này rồi thì các bạn nhớ chú ý là mình sẽ thoát ra khỏi cái lệnh boot, được chưa? Bấm vào nút select, bấm ra ngoài. Như vậy là mình đã làm xong với cái khối đầu tiên của mình. Được chưa? Đó. Rồi, sau khi mà làm việc xong với khối này, mình muốn xoay hình ảnh thì các bạn sẽ đè chuột giữa ha, xoay. Được chưa? Nhưng mà lỡ cái khung hình của mình nó bị xa quá, mình quay đâu đó nó nằm xa quá thì sao? Các bạn sẽ bend, tức là lôi cái vùng nhìn lại, lôi cái view bọt lại bằng cái cách giữ phím shift và đè chuột giữa thì nó hiện ra cái bàn tay, được không? Đè chuột giữa và hiện ra cái bàn tay nè. Hoặc là các bạn kích vào thanh công cụ này, bend, cầm, kéo về đây. Nhưng mà khi mình làm thao tác á, thì không có khi nào mình kích vào đây, nó rất là mất thời gian. Thì mình sẽ đè shift và giữ chuột giữa để kéo, được chưa? Và mình xoay bằng cách bấm chuột giữa, xoay, zoom lên, zoom xuống, cuộn chuột giữa, được chưa? Đó, thì mình sẽ làm được các cái thao tác cơ bản như vậy. Rồi, sau khi mà mình vẽ xong cái đối tượng đầu tiên rồi thì bây giờ mình tiếp tục vẽ cái đối tượng tiếp theo là cái hông bên tay phải, thì mình sẽ vẽ như thế nào? Các bạn sẽ học cái lệnh copy. Đây, cái lệnh copy. Mình ra vào đối tượng cần copy, ví dụ chọn điểm đối tượng này. Và mình bấm vào cái nút di chuyển đối tượng. Nhưng mà bấm vào nút di chuyển đối tượng, bắt lấy cái điểm mà cần đi tới. Ví dụ như các bạn nhìn nè, cái hông này nó sẽ có hai cái vị trí. Cái điểm này nó sẽ về tới cái điểm này, đúng không? Mặt ngoài cũng bị mà, đúng không? Thì mình sẽ chọn cái điểm này là cái điểm bắt điểm và bắt tới cái vị trí nào mà nó muốn xuống ở đó. Ví dụ đây, kích vào cái lệnh di chuyển ha, rào vào đây, nó sẽ hiện ra cho mình nè, endpoint. Thì mình sẽ kích vào cái điểm nào? Kích vào điểm này. Rồi, các bạn nhìn nè, bây giờ thì mình muốn di chuyển đâu cũng được trong không gian, nhưng mà mình đang nói là tao đang di chuyển theo cái hướng màu đỏ, đúng không? Thì mình sẽ bấm khóa chuột
màu đỏ là bấm phím qua bên tay phải. Rồi, đây. Thì bây giờ mình đi đâu nó cũng nằm trên cái trục X, cái trục màu đỏ, được chưa? Và mình rờ, chưa bấm chuột gì hết nha. Rờ tới đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ bấm phím Ctrl. Hiện giờ là mình đang di chuyển đối tượng, được chưa? Muốn nhân bản nó nữa thì nó nói với mình nè, bật tắt Ctrl để copy. Được chưa? Thì đây nó nói nè, Ctrl bật tắt copy, bấm Ctrl nè. Thì nó sẽ copy ra đối tượng nữa, nhưng mà nếu mình bấm Ctrl cái nữa là nó mất đi cái việc nó copy, được chưa? Thì mình sẽ di chuyển đồng thời copy đối tượng đó bằng cách bật tắt Ctrl, được chưa? Và mình bấm vào cái điểm, bây giờ mình bắt đầu bấm chuột nè, bấm vào cái điểm này là mình sẽ có được cái đối tượng thứ hai, được ok chưa? Thì cái đối tượng thứ hai này nó tên là gì? Không trái luôn. Không phải thì đổi tay như thế nào? Giống như nãy là làm sao? Chuột phải vô công ty. Rồi mình sẽ kích chuột phải vào đây ha. Entity info và mình đổi tên cho nó thành không phải. Enter. Đó. Như vậy các bạn nhìn thấy là mình đã tạo ra được cái không trái và cái không phải bởi những cái lệnh căn bản nhất, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ học tiếp cái lệnh xoay hình, xoay một đối tượng. Mình sẽ chọn vào một cái đối tượng này và mình sẽ xoay, thì ở đây nó có cho mình nè, xoay, được chưa? Rờ vào cái điểm nào làm gốc, điểm nào cũng được hết. Ở đây ví dụ như đây mình muốn xoay ở đây, được chưa? Thì mình sẽ chọn vào điểm này và mình sẽ kéo cái phương, ví dụ như điểm này, và quay lên đây, được chưa? Bao nhiêu độ thì mình nhập vào, được không? Nhưng mà khi các bạn xoay thì tương tự giống như lệnh di chuyển, mình xoay và đồng thời mình copy thêm đối tượng nữa thì mình sẽ bật tắt Ctrl để copy, bấm Ctrl một cái là nó ra, được chưa? Và mình rà lên đây. Ví dụ như mình chắc chắn là tao xoay 90 độ thì tao sẽ nhập vào đây 90, được không? Nhập vào đây 90, enter một cái là xong. Đó. Thì bây giờ mình đã copy ra được một cái đối tượng. Đối tượng này tên là gì? Entity info đổi tên nó là nóc, được không? Được. Rồi, tiếp tục. Làm thế nào để kéo cái nóc từ đây về đây? À, có hai cách. Cách thứ nhất là dùng lệnh pull, giống như nãy boot lại nhưng mà boot về đây. Cách thứ nhì là mình sẽ dùng lệnh scale. Thì scale từ từ mình sẽ học. Bây giờ mình quay về hai cái lệnh căn bản mình vừa học. Tạo khối thôi, đúng không? Đâu học gì nhiều đâu. Double click vào trong nguyên sinh của nó, được chưa? Nếu mà đây mình pull nha, nó nói với mình là ê, không được cù, mày phải vào trong cái nguyên sinh. Thì đây mình sẽ bấm dấu cắt để chuyển về cái công cụ select nha. Double click vào trong cái group, double click vào trong group này, được chưa? Thì bây giờ mình bắt đầu pull nó về, bấm chữ B. Đó, nó ra công cụ này, hoặc là mình click vào đây, ra vào cái mặt này, kéo về đây, được chưa? Bắt lấy cái mặt phẳng nào mà nó cần tới. Được chưa? Nếu mà mình biết chính xác số bao nhiêu thì mình nhập số. Còn nếu mà không biết á, thì mình sẽ rào. Chưa kích chuột vậy nha, rào vào đây. Kích một cái, được chưa? Sau khi làm xong cái lệnh này rồi thì các bạn vẫn chú ý nha, mình đang ở trong cái group này và mình phải thoát cái lệnh này ra. Chứ nếu không mình vẽ cái giống gì nó cũng nằm trong cái group nóc là chặt lắc, thì mình phải bấm thoát lệnh. Đó. Thì bây giờ mình đã vẽ xong cái nóc rồi, được chưa? Tương tự như vậy, bây giờ mình làm cách nào để mình vẽ được cái len chăng, cái đáy. Sao vẽ được cái đáy đây? Mình phải có cái lưới tổng thể, đúng không? Rồi. Thì thay vì mình vẽ cái lưới tổng thể là cái lưới từ đây lên đây, ví dụ như cái lan chăn 100. Mình vẽ ở đây thì mình sẽ vẽ luôn ở dưới đất. Bây giờ sau đó mình sẽ di chuyển nó lên. Lúc nãy là mình vẽ học cái bút chì rồi nè. Bây giờ mình qua tới cái lệnh vẽ thứ nhì là lệnh vẽ cái hình chữ nhật. Thì lệnh vẽ hình chữ nhật này, cái rectangle này nó có hai cách vẽ. Mình bấm vào công cụ này ha. Thì nó sẽ nói với mình nè, vẽ theo đường chéo, click điểm đầu và rờ tới điểm cuối, được chưa? Theo cái đường chéo. Còn cái cách thứ nhì nữa là bật tắt Ctrl thì để vẽ theo tâm, được chưa? Nhìn nè, bật tắt Ctrl, đây là vẽ theo đường chéo, còn Ctrl là vẽ từ tâm ra, được chưa? Thì thường á, mình dùng nhất á, chính xác nhất là mình sẽ vẽ theo cái góc, được chưa? Đường chéo. Mình click điểm đầu nè, được chưa? Và mình di chuyển con chuột tới cái điểm cuối cần bắt điểm, hoặc là mình nhập số ở đây, nó cách nhau bằng dấu phẩy ha, 500, 7500, enter. Đó, được chưa? Đó là cái lệnh vẽ hình chữ nhật, click điểm đầu và rà tới cái điểm bắt điểm sau, hoặc là nhập số. Rồi.
quay lại cái bài của mình. Ở đây thì mình sẽ vẽ cái hình chữ nhật, vẽ một cái hình học chỗ này ha, hình chữ nhật chỗ này. Click vào công cụ vẽ hình chữ nhật, bấm vào điểm đầu, bấm vào điểm cuối, xong. Đây là cái gì? Đây là cái mặt nguyên sinh, các cái cạnh nguyên sinh, được chưa? Nó chưa phải là đối tượng, thì mình muốn trở thành đối tượng thì sao? Quay lại công cụ lựa chọn, nhấn hai lần vào đây, được chưa? Nó chọn thấy nè, mặt nguyên sinh và các cái cạnh, được chưa? Kích dục phải make group thì mình đã tạo ra được cái group. Bây giờ mình muốn di chuyển nó lên thì sao? Quay về chọn công cụ di chuyển, đúng không? Bắt cái điểm cần di chuyển, cho nó tịnh tiến lên trên. Ôi giời, dạ, chết cha rồi, giờ làm sao mà cho nó lên chính xác 100% đây ta? Sao cho nó lên chính xác 100%? À, khóa chuột lên được không? Bấm nút khóa chuột nè. Bây giờ muốn di chuyển cả nào cũng được. Và mình sẽ nhập vào đây số 100, enter. Rồi, ok. Hiện giờ nó đang là gì? Đang là tờ giấy thôi, nó chưa phải là một cái khối, và mình phải boost nó lên 18 ly, được chưa? Thì làm cách nào để boost nó lên? Các bạn sẽ bấm vào công cụ này. Đúng không? Sai. Phải vào bên trong cái khối đúng cho, đúng không? Double click vào đây, vào nguyên sinh của cái group này nè. Đó. Và mình mới dùng cái công cụ pull. Pull nè. Chọn cái mặt cần pull, được chưa? Pull lên. Bao nhiêu? 18, enter. Đơn giản không? Mấy cái click chuột là xong. Sau đó là sao? Thoát ra khỏi cái group này. Bấm dấu cách, bấm ra ngoài. Đã thoát ra khỏi cái group, được chưa? Như vậy là mình đã có được cái gì? Hai cái hông, cái nóc và cái đáy. Có được cái nóc, cái đáy chưa? Cái này không phải cái đáy không? Không, nó chưa được đặt tên mà. Entity info. Và mình nhớ chú ý là phần instance mình phải đặt tên cho nó. Đây là cái đáy. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Mình có được rồi, mình nên xóa đi những cái rác linh tinh. Rồi, bây giờ làm thế nào để mình có được cái len chân? Sao mình có được cái len chân? Sao mình có được cái len chân? Vẽ thôi, đúng không? Vẽ thôi, rất đơn giản, đúng chưa? Thì có rất nhiều cách. Cách đầu tiên của mình á là mình học rồi, là mình vẽ một cái bút chì, đúng không? Ở đây mình có thể vẽ bút chì nè. Đó, qua đây, bút chì, bút chì, bút chì, bút chì, được một cái mặt, được chưa? Và mình double click vào đây, make group, tạo thành đối tượng, vào trong cái nguyên sinh của đó, bút nó lên 18, enter, sau đặt tên cho nó len chân. Các bạn nhìn thấy từ nãy rồi, đâu có lại gì nhiều đâu, đúng không? Nó quay đi quẩn lại trong mấy cái lệnh cơ bản thôi. Những cái này là các bạn bỏ thời gian là thực hành thật là nhiều, được chưa? Bằng mọi cách làm thế nào để mình vẽ được những cái lệnh cơ bản này nhanh nhất, đừng có học gì lan man nhiều quá, đủ cho công việc mình thôi. Rồi, tiếp tục. Giả sử như giờ tôi muốn vẽ cái hậu thì sao? Tôi muốn vẽ hậu tủ thì sao? À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ xem thử là cái hậu tủ của mình như thế nào, cấu tạo của mình như thế nào. Giả sử như tôi nói với nó là giờ tôi muốn ăn vào hai cái hông này chừng cả 12 ly, ăn vào cái nóc 12 ly, được chưa? Và cái hậu của tôi là sẽ từ dưới đất chạy lên, ăn lên trên cái nóc. Thì trước tiên vẽ thì mình phải có được cái tổng thể trước. Thì để vẽ cái tổng thể thì mình lại dùng cái công cụ tạo cái lưới được điểm, được chưa? Click vào đây. Và từ đây muốn ăn vào cái hông này 12 ly. Quá chục. Nó đang màu đỏ này, đúng không? Quá chục màu đỏ, bấm nút qua bên tay phải. Quá lại rồi nè, gõ 12, enter một cái. Được chưa? Tương tự với cái này, nó cũng là chục màu đỏ luôn. Thì mình sẽ bấm nút qua bên tay phải, 12, enter, xong. Nóc thì sao? Bấm vào đây, cho nó lên trời, đúng không? Bấm nút lên, 12, enter. Rồi, bây giờ mình nhìn nè, nó có được điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Có phải là bây giờ mình đã vẽ được một cái hình chữ nhật ra không? Đúng chưa? Click đây ha. Click điểm đầu. Bắt điểm chính xác nha. Click điểm đầu nha. Chưa bấm gì hết ha. Cuộn chuột lại. Cuộn chuột lên đây. Đừng có lo lắng gì cái chuyện là nó chạy đi đâu, nó chạy đâu. Kệ nó. Mình không có quan tâm. Mình chỉ cần quan tâm tới tao cần điểm đầu và điểm kết thúc thôi. Còn cái hình muốn chạy đâu tôi tính sau. Đó. Bây giờ mình bắt đầu ra vào cái điểm kết thúc nè. Click. Thì cái mà mọi người hay sợ nhất là bấm xong có giữ nguyên chuột. Giữ nguyên chuột, đừng có lo cái chuyện đó nha. Mình đừng có lo chuyện đó, mình bấm điểm đầu và mình muốn quay cái hình kiểu gì cũng được. Và mình bấm cái điểm sau cùng.
Thì bây giờ mình đã vẽ được là vẽ được cái mặt phẳng, được chưa? Và nguyên sinh thôi, thì mình muốn biến nó thành đối tượng thì mình sẽ double click vào đây và make group nó lại, thì nó trở thành một cái nhóm đối tượng và mình đặt tên cho nhóm này luôn. Thằng này sẽ là cái hậu tủ. Enter xong. Bây giờ cái hậu này nó sẽ có cái độ dày là bao nhiêu? 9 ly đi ví dụ vậy ha. Thì mình sẽ double click vào trong cái group này, double click vào, boost nó lên 9 ly. Được chưa? Xong. Nhưng mà mình nhìn nè, ôi chết mẹ rồi, làm sao mà nó ăn với cái đáy. Thì bây giờ cái đáy làm sao mà mình muốn cho nó vô trong này? Boost cũng được, lúc nãy mình làm boost đối với cái nóc rồi, bây giờ thì mình sẽ học cái lệnh scale, được chưa? Đây, cái lệnh tiếp theo là lệnh scale. Mình sẽ chọn vào đối tượng để mình cần co giãn nó, click vào một đối tượng, nó ra ngoài ha. Đây, đây mình bấm vào nút scale. Scale ha, thay đổi tỷ lệ của nó, hoặc là mình bấm vào chữ S. Đây, thì nó sẽ hiện ra cho mình mấy cái handle, mấy cái này là mấy cái điểm bắt điểm để scale. Thì nó có cho mình nè, scale theo rất là nhiều cái góc, rất là nhiều cái cạnh. Thì mình quan tâm đối với gỗ công nghiệp nhất là scale theo trục X, trục Y và trục Z. Thì các bạn có thể bật tắt chữ K để nó hiển thị ra cái nát đứt, hoặc là các bạn bấm vào cái nút này ha, X-ray, hoặc là bấm chữ K để nó hiện ra mấy cái nát đứt, những cái điểm không thấy nè. Bây giờ bật tắt chữ K đó, hoặc là bấm vào cái nút này cũng được, hoặc là X-ray cũng được, tùy anh em muốn nào. Thì các cái này nó gọi là cái style, thì mình sẽ bấm vào đây. Rồi, bấm chữ S nhé. Các bạn nhìn nè, mình sẽ rờ vào một cái điểm bất kỳ thì nó sẽ có cái đường thẳng nối giữa hai cái điểm đó. Mình muốn scale theo cái hướng nào thì mình sẽ chọn. Ví dụ như trong trường hợp này, mình muốn nó co giãn cái chiều trục Y đúng không? Thì các bạn sẽ chọn vào cái tâm đây. Nếu mà mình chọn dày nè, sẽ co giãn kiểu dày, được chưa? Nó không phải là một cái đường thẳng. Thì các bạn sẽ chọn vào cái điểm giữa nè, R thôi nha các bạn, R lên thôi, R là chọn đúng cái điểm rồi nè. Mới bắt đầu click. Rồi, bây giờ nó chỉ hiện ra cho mình cái phương thôi, mình muốn scale theo cái phương nào. Được chưa? Và mình bắt lấy một cái điểm nào đó rồi thả ra. Tương tự như vậy, đối với cái hình mình cần làm là cái hình tủ này, thì mình sẽ chọn vào cái này và bấm vào công cụ scale, bấm vào đây nè. Các bạn nhìn nè, có phải là mình đang cần theo cái hướng này không? Phương trục Y đúng không? Thì mình sẽ rào vào cái điểm giữa nè, được chưa? Green scale nè, click vào. Đó, bây giờ mình đã bắt đầu mình chọn nó rồi và mình khóa nó lại nè. Thì mình sẽ bắt vào cái điểm cần cho nó dừng lại ở đâu, thì mình sẽ xoay cái hình đè chuột giữa. Nếu mà ở đây mình bắt được cái mặt phẳng luôn thì khỏi xoay. Còn nếu mà không bắt được mặt phẳng mà cần bắt chính xác cái điểm á, thì mình ở đây chưa bấm như thế nha, mình đè chuột giữa luôn và mình xoay xuống dưới nè, đè tiếp xoay bao giờ zoom lên cho nó dễ và mình thấy rõ ràng là nó cần bắt ở điểm này đúng không? Điểm này nè, click xong. Được chưa? Rồi bấm dấu cách để thoát ra khỏi cái lệnh đó. Thì bây giờ mình đã bắt đầu mình vẽ được chính xác là cái hình của mình như vậy đó, một cái tủ của mình. Được chưa? Mình có cái khung đa bản đầu tiên rồi đó. Rồi bây giờ giả sử tôi muốn đặt ra câu hỏi là tôi muốn làm cho cái nóc này nó dư ra chừng cả 20, thì tôi làm như thế nào đây? Anh em nào trả lời câu này cho mình đi. Nhờ nhắn double nóc đúng chưa? Chọn mặt này đúng không? Rồi sao nữa? B ha. Click vào điểm mặt này, kéo ra. Đỏ 20, enter, xong, được chưa? Bấm dấu cách để thoát khỏi cái group này, bấm ra ngoài, xong. Được chưa? Rồi, giả sử như cái nóc này nó có cái len thì mình sẽ làm cái lệnh di chuyển. M bắt điểm này. Ra lên này, khóa trục ha, bấm nút lên. Ra lên này. Được chưa? Ra lên nè. Nhưng mà đây là mình mới gọi là di chuyển đối tượng thôi, chứ mình chưa có nhân bản gì đối tượng nó thấy. Thì mình sẽ bật tắt cái nút copy là bấm nút control, được chưa? Đó, và mình click vào điểm kết thúc. Rồi, rồi. Giả sử như cái len của mình nó đang là 100, và bây giờ cái len nóc này mình chỉ muốn nó 50 thôi, thì mình làm lại gì nhanh nhất? Ừ, mình muốn còn nó 50 thôi. Đúng rồi, scale nhanh nhất. Boom thì mình phải double click vào bên trong đó và mình boost lên 50, được chưa? Còn cái này 100 thì mình sẽ scale về 50 cho nó nhanh. Đây ha. Bấm nút chữ F và mình chọn cái trục scale là đây. Được chưa? Được không?
gõ 0.5 này, gõ cái tỷ lệ này, blue scale là scale theo trục màu xanh, được chưa? 0.5 enter rồi kết thúc. Bây giờ mình đo lại thử nè, tấm cách ra ngoài và chọn vào công cụ đo, click điểm đầu, click điểm tiếp theo 50. Ok chưa? Là mình đã tạo xong một cái khung cơ bản của mình rồi đó. Tiếp bây giờ mình sẽ đi vẽ cánh cửa. Rồi, sao vẽ cánh cửa đây? Mình phải xác định vị trí của cánh cửa mình ở đâu nữa chứ, đúng không? Rồi, đây giả sử như vậy. Mình sẽ làm một cái móc tay từ đây xuống 25 hay 26 gì đó mình trừ để cho có cái hở đút tay vô ha. Ví dụ 25 đi thì mình sẽ tạo ra cái lưới trước. Công cụ ha, tab bấm vào điểm đầu. Khóa trục màu xanh. Đây ha. Rồi, mình gõ 25 enter, các bạn nhìn thấy có cái lưới không? Được chưa? Ở đây thì nó có được cái điểm bắt đầu rồi, chỗ này nó bắt được điểm bắt đầu rồi, đúng chưa? Thì quan tâm nhất của mình bây giờ là điểm kết thúc ở đâu, ở chỗ này đúng không? Nó phải có cái đường chỗ này, đúng chưa? Chưa có cái đường đó thì mình sẽ bấm chữ T. Và ở đây thì mình cũng chả cần thiết là mình phải gõ vào 18 hay gì, mình bắt luôn cái điểm này, đúng chưa? Đó, sẽ có cái đường thẳng này cho mình. Rồi, mình quay lại vẽ cái hình chữ nhật, click điểm đầu, điểm đầu ha, và click quay hình tới cái điểm cuối, click tiếp, hai cái click là sao? Thoát lại bấm dấu cách, double click vào đây, make group, double click vào, boot nó lên 18, enter, thoát ra ngoài, bấm dấu cách, bấm ra ngoài, được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ đặt tên cho thằng này là cái gì? Là cái cửa thôi, được chưa? Được không? Xong, bây giờ là các bạn nhìn nè, mình đã có được cái tủ đầu tiên của mình bằng SketchUp.